Rồi, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ làm clip cột mốc ạc thứ hai. Ạc này là ạc ngày xưa tên là Ranh, bây giờ đổi tên thành Du Cá Cha, sau khi chuẩn bị đam mê lại xây dựng nó chốt đội hình trong con cá cha. Ạc này clip là 120 triệu, ngày xưa làm clip lúc 100 triệu lượt chiến rồi, bây giờ ạc này là mốc 120. Đấy, thì coi thử quá trình mà lên từ 100 lên 120 và chuẩn bị đội hình và đổi tên thành Du Cá Cha này có gọi là có khả quan trong tương lai hay là không. Rồi ok ha, chúng ta đi thẳng vào đội hình. Thì đội hình đặt tên là Du Cá Cha nha. Đội hình đặt tên là Du Cá Cha. Nhưng mà con si kinh 2. Ôi ôi mé phiền thiệt luôn á, đặt tên Du Cá Cha trong si kinh, con si kinh là quách cần 2. Ôi ôi vậy là du dữ chưa. Rồi có tăng tốp nha. Rồi MK cũng là quách cần 2 luôn. Ạc này chưa lấy BD, ạc này như là chờ ngày mai. À sẵn có ạc này thông báo với mấy em chuyên mục quảng cáo. Rồi. Bây giờ chuyên mục quảng cáo bắt đầu, mấy em nào muốn quay BD xin liên hệ. À ạc này quay rồi, quay xui à. Thì ngày mai thì Vinagame sẽ cho mấy em ưu đãi 2 đô cho web 7.vin.vn. Mấy em nào muốn liên hệ quay BD thì mấy em liên hệ qua Hihan. Đấy, đã lộn vậy lộn, mấy em nào muốn muốn gửi quay BD thì mấy em nạp xong mấy em gửi gắm qua cho anh Han để quay. Ngoài ra mấy em nào muốn nạp kẹt thì liên hệ shop Dasa để mấy em bú nhanh BD trong tháng, mấy em chơi cùng BD cho nó nhanh. Đấy. Trời ơi mấy chuẩn bị có một BD tới hai rồi. Rồi thì coi trang bị thôi, để coi trang bị thôi mấy anh em, còn đồ chút nữa coi sau. Đầu tiên là trang bị, thì trang bị ở đây là con MK áo sát thương đánh ngang. Ủa sao con MK này nó cùi dữ vậy. Trời ơi mấy con MK này đồ đồ con MK này chắc bằng công con MK tôi quá. Trời con MK này không có đồ luôn nè, giỡn hoài vậy. Rồi con MK này công một tấp con MK tôi nữa mấy ông nè. Ồ MK này đúng yếu luôn á, thì con MK này yếu thiệt mấy ông, mà đồ đúng cùi luôn. Thẻ 3 dòng sát thương, được thẻ 3 dòng sát thương. Rồi 3 dòng trăm tấn công, bạo kích. Trời ơi MK này đúng cùi luôn mấy ông mà thiệt. Rồi MK này đúng dởm luôn, hình như là chơi lấy MK thì anh lấy cho vui hay sao á. Mà bên đây là tinh thông bậc 6, bên đây là tinh thông bậc 5. Rồi MK này cùi vãi. Rồi MK này anh dư nổi mà tốc độ cho cộng 10 luôn, mà MK này đồ áo tấn công bạo kích rồi, tôi chưa đủ bạo kích mà tôi vô tôi cầm đây tôi mít 44% tấn công rồi, công tôi còn được 2,2 triệu 2,3 triệu anh em, đồ mẳng có luôn, đồ đi nhất con nào vậy siêu rồng à. Ôi nhớ là có một cái bộ mà tăng sát thương ngon cũng siêu rồng đây, thì nó nghe siêu dọc không vậy. Ê nè bộ này có sát thương nhóm nè. Ồ bộ này ngon hơn nè. Bộ này chỉ thương có dòng đánh nhóm 2% nè. Bộ này nhìn đúng cùi luôn á. Trời ơi má cái bộ này nhìn lõi. Ủa anh Ranh anh không chơi cái bộ này nè. Bộ con si kinh cầm ngon không nè. Ôi bộ con si kinh cầm cầm bên cộng 3 sao nha. Lại có à cái này bạo thương. Bạo thương cũng được mà. Bạo thương cũng được mà, đồ bên đây dòng ẩn ngon nhiều luôn á. Đồ bên đây cái món này dòng ẩn, hai dòng ẩn của món này ngon vãi ra luôn. Thiệt. Trời ơi mẹ đi bộ đồ, tôi tưởng đâu là bộ đồ nhìn chiến lắm, trong bộ đồ nhìn đúng cùi luôn mấy ông mà. Nó con tăng tớp thôi, tăng tớp là miễn thương thi đấu 10% rồi, miễn sát thương phi ngon, HP 2% rồi, được HP hàng phản đòn 10% rồi. Bộ này ngày xưa coi rồi, bộ này ngày xưa thì đã coi từ con tăng tớp ngày xưa rồi. Bộ này mà để cho con điên bóng thì bao ngon mấy anh em, bộ này cho con ta điên bóng thì bao ngon. Nhưng mà vấn đề tại sao rồi con 59 này, bây giờ con 59 này thì tại sao con 59 này nó yếu gì được không, con 59 gì mà đi BK là gãy đó thiệt. 59 là ấn 7 giờ còn chưa lên ấn 8 luôn, con MK này bao yếu luôn nha, mà thiệt con MK này thì cũng yếu hơn con MK của tôi nha. Con MK này đi BK đuối lắm thiệt, con MK này có bút tóc mà, MK này chắc không biết là con Vlad này đội hình là chắc là con Vlad bút cho con tăng tốp à, bút con tăng tốp chắc đội hình quýnh đỏ câu giờ mấy em. Tại vì này không có chơi con Zombie Man. Đấy cho nên là, nhưng mà vấn đề chuẩn bị tới tháng con điên bóng mà không boost con MK lên chắc đi 2 HP 100% đi 2 HP thôi. Con MK này vô để lấy chống cháy thôi, thật sự là như vậy, để lấy chống cháy thôi. Chứ còn mà để mà đi vô mà là lên BK mà cầm con MK gì bắn thì bắn đâu vô đam đâu. Đồ này hơi yếu, thiệt đồ này quá yếu luôn. Tại đồ này mà đi BK nha, đồ này mà đi BK mà không phải nha. Câu chuyện này á không phải là đi bạo thương bạo kích đi, bây giờ đi bạo thương bạo kích đi chăng nữa á. Mà bây giờ bắn đi BK mà đồ này bắn á, mà đi là bạo kích nè, bạo thương nè, sát thương nè. Mà giờ đồ nâng lên nó đồ mà không đắp sao vô bắn lên nó cũng đau không ta. Thiệt, tại vì bắn bây giờ bắn mà đồ boost lên mà bắn thì bắn đâu được bắn đâu.
đồ bắn như này đâu được bắn nhiều đâu, vô bị MK chón không mà vô meta, meta sau bắn biết vô đam, cái này phải chờ test mấy này mà để trong server có thử là có cùng có mấy con đang đang để thì anh hùng đồ đầu không à, đang kích chiến à. Cái này thì cái này đi đi thử bắn bắn thử mấy anh em vô phòng tập bắn thử sao chứ bắn mà để mà vô mà đi đi BK thực tế trên người thì bắn cái này nó thực sự là cái này nó hên xui lắm mấy anh em, mà cái này chỉ số này nó 100% bạo đúng không, bạo thì chắc chắn là 100% rồi, vô bắn nó bị hên xui á. Coi thử có cái bi tập bắn không, đây rồi đây nè, a đại nè, đây nè. Ôi, trời má ơi cái gì mới ấn vô thông quýnh luôn á trời. Ôi mé thì ra cái gì vậy? Sao nhà nào cũng sao hết vậy? Sao bây giờ này cũng sao nó xuống tới server này luôn rồi? Mới ấn vô không quýnh luôn á trời. Mé thiệt luôn, ấn vô không quýnh luôn. Quằn thiệt chứ. Ấn vô cái không quýnh luôn á mấy ông à. Đau đầu thiệt. Trời ơi mé, ấn vô cái không quýnh luôn mấy ông à. Rồi để bắn thử ạc này nha. Bên đây có MK nè, không biết MK bắn được hay không. Để cô thử bắn thử nhiều đam mấy anh em. Tại đi như vậy mà công hơi thọt, tại thọt vô phần ấn, phần ấn công hơi thọt mấy anh em, để cô bắn thử nó hiệu quả hay không. Đồ này mà build đồ này mà build ra thì hơi khó mấy anh em, mà build ra để bắn thì hơi khó, tôi sợ bắn không được rồi. Tại bây giờ MK bây giờ vô đi BB á là vừa bị MK bên kia nó vây. Ừ, vừa bị MK bên kia nó bắn chón nữa, thì con MK nó cần công để nó bắn gây sát thương trong cái trường lực nhiều hơn là bắn bằng sát thương kỹ năng. Tại đồ này bắn bằng sát thương kỹ năng thì nó khó, để coi thử bắn sát thương bắn nó cao không. Rồi lượt đầu chống hụt luôn rồi nè, đây lượt đầu chống hụt nè. Ừ, con MK này rải vé được cũng cỡ 300-400 triệu đam không, đây coi coi. Tinh thông rồi, tinh thông 5, tinh thông 6, đây coi coi. Đây là rải siêu kỹ nha, rải ultimate nha, còn thường rải đam to không? 187 triệu, 187 triệu thiệt sự yếu, thiệt yếu mấy em, yếu. Tại vì cái chỗ này nè, cái áo này nè, thực sự cái áo dòng sát thương đây, cái dòng đây sát thương á, à, cái dòng bạo thương á thì chưa test nha, cái dòng bạo thương này thì em chưa test bao giờ. Còn cái dòng sát thương này thì em test rồi, nó có tăng lên, nhưng mà nó bắn cầm này mà bữa em có test cho nặc đê bạc xu á là em hiện tại luôn á, nặc mà khi mà em đi BK á, em test cái dòng mà tăng sát thương đánh nhóm á, hiện tại MK em 2.3 triệu công nha. Cái này là 2 triệu nha, cái này đang là 2 triệu công nha, cái này là 2 triệu công. Thì em bắn trên con MK mà 3 dòng sát thương đánh nhóm á, ở hiện tại là 260 triệu đam. Còn mà con MK mà full 3 đồ phần trăm tấn công á, con Bell á, thì em bữa nó bắn cũng cỡ trên 220-240. Mà tầm này bắn 180 thì bắn hơi rủi ro á, thật sự hơi yếu. Hay là do chưa đắp thẻ đằng sau lên, lại không có thẻ dòng ẩn để đi, thẻ dòng tăng chiếc tương đến nhóm hay là tăng chiếc tương công lên để đi á. Rồi cái bộ này hơi cùi, bộ này kích lên cho hơi cùi, nên chuyển qua cho con bộ này cầm ngon hơn nè, bộ này cầm thực sự ngon hơn luôn á, thiệt đi bộ này ngon hơn đó. Tại bộ này nếu như mà đi bộ này ngon hơn là hai cái món này nó rất ngon luôn, ngon hơn rất nhiều so với cái bộ kia. Ủa lắc rồi à? Bị gì ta? Ờ em tôi lại đụng vô cái dây mạng mấy ông ạ. Ồ. Ổn định chưa vậy? Rồi ổn định rồi mấy anh em, F5 chưa sạch đâu, nó đụng sợi dây mạng mấy anh em, F5. F5 mấy anh em ơi, F5 lộn F5 chứ. Rồi ok. Tải lại tí là được thôi. Rồi tiếp tục. Cái bộ này nếu như mà đi cái bộ này á, nếu như mà đi bộ này á thì nó sẽ ngon hơn nhiều. Bộ này đi mà bộ này chơi bộ này á, thì sẽ ngon hơn nhiều, tại vì bộ này thứ nhất nha, được tăng phần trăm công nè. Em bộ này tăng công nè, được 3% công nè. Rồi thêm cái này thêm nữa sát thương đánh nhóm được 2% nữa, thêm 6% đam của đánh nhóm nè. Mà trong cái đó đi bộ này thì nâng sao tím lên không kích hoạt được cái gì hết. Thiệt. Nâng sao tím lên không kích hoạt được cái gì trong cái bộ này hết, hơi thọt. Thọt về mặt trang bị, cái này hơi cấn về cái trang bị. Đi bộ này khiếu ngon hơn, đi bộ này ngon hơn. Đó coi thử giày cái bộ này có sát thương tăng sát thương đánh dọc. Chi viện. Sát thương đánh ngang, cho toàn sát thương đánh ngang không vậy, cho toàn là đồ cho Sirius không vậy không? Còn con nào có sát thương đồ dùng ẩn, có sát thương đánh dọc nữa không?
tăng sĩ tôi đánh dọc không vậy trời, tôi xuyên đánh dọc với đánh ngang không mà không có tăng sĩ tôi đánh nhớ luôn mà. Phải tăng sĩ tôi đánh ngang tiếp. Đánh đơn giảm thương, tăng sĩ tôi đánh đơn hút HP. Trời má Tùng, Tùng là tăng sĩ tôi đánh ngang không vậy? Đánh ngang với đánh dọc không vậy? Trời ơi đủ khổ cho con MK cái gì? Em nghĩ là nếu như ạc này là anh ranh nên chuyển cái bộ con skin này qua anh ranh ơi, chứ em thấy cái bộ này con MK hơi bị thọt đam đó anh. Em không nói về cái chỉ số nha, cái bạo thương là cái chết thương là cái bạo kích gì không nói nha. Nhưng mà đeo cái bộ này hiện tại mình nâng sao tím lên đó là do không chán, không đắp sao tím vô đang bị thọt cái sao tím đó anh. Thì cái sao tím đắp vô đây nó đang bị thọt dữ lắm anh, thọt cực kỳ thọt về cái chỉ số của cái sao tím luôn á. Thì nâng cái bộ này sẽ ngon hơn, tại ít ra nâng cái bộ sao tím lên, cái bộ này lên 3 sao tím đi. Thì lấy được cái dòng này tăng sát thương đánh nhóm rồi, cái này là tăng sát thương này, còn mà nếu như mà nâng lên kích luôn cái dòng hiệu ứng này nó vẫn ngon. Điểm hành động duy trì bảo vệ sát thương siêu cốt một mục tiêu chính, đây gây kích hoạt cho lần sau kích hoạt cái này vẫn ngon hơn, nhưng hai cái này nó vẫn sẽ ngon rất là nhiều. Để so với bộ kia mà hai này đi chuẩn em đi lên là đi hai tấn công với lại một tấn công một bạo thương, đâu một bạo kích lại một bạo thương. Cái này hai tấn công nó sẽ ngon hơn là đi giống như nobody, ngon hơn là ngon cái đi cái sát thương này. Thì vì cái sát thương này được em test trên con năm đầu rồi, thì nó nếu như mà cái này thường á thì đi hai món tấn công thôi, còn cái này đi vừa bạo thương vừa sát thương luôn, vừa bạo thương vừa sát thương thì thực sự thì thọt tấn công quá. Thì nếu như mà đi lối chơi này thì phải chơi như nãy có bù tấn công được, thì thiên phú ở đây là thiên phú đang đâm xuyên thì bắn ra nó sẽ bị thọt tấn công, nó sẽ rất là nhiều. Cái này để chơi, cái này nghiên cứu mấy anh em. Cái này là nghiên cứu một lối chơi, cái này là một lối chơi mấy anh em, và lối chơi này cần nghiên cứu mấy anh em à. Lối chơi này mấy anh em sẽ tạo ra một cái gọi là lối chơi cho mấy anh em sau này là tấn công bạo kích rồi bạo thương sát thương. Thì cũng giống như con chày, con chày chỗ này sẽ là áo nha. Áo của con chày là HP, hai cái này sẽ con chày là HP nha. Con chày chỗ đây là tại vì con chày nó cho 70% bạo kích. con chạy UR nha, nó sẽ cho 70% bạo kích cho bản thân nó, hình như là Awaken 2 là 70% hay sao á. Thì con thôi Awaken 1 là 50, Awaken 2 là 70 hay sao á. Thì khi mà lên được cái dòng này chỗ này á, sẽ là sau này nó chủ là HP bạo thương là HP sát thương, nhưng mà thường chỉ một món thôi, nhưng mà đi ba món như này thì không biết như thế nào, đam nó sẽ như thế nào thì hơn xui. Tại vì về mặt đam AOE thì bắn kiểu nào nó cũng bạo kích. Đẹp, mấy con này bắn kiểu nào nó cũng bạo kích đó, mà build bạo như này bắn vô để bạo thương lại sát thương này đam vô BB với tiết thực tế cô thử đam nó sẽ như thế nào biết. Nhưng mà bắn hiện tại thì ra nãy tiết thử là 180 triệu thì thực sự nó hơi yếu, tại vì yếu về thọt đi. Đầu tiên là về cốt đồ, nhưng về cốt đồ thì dòng ẩn nó không ngon nha, dòng ẩn nó không ngon. Với lại khi mình tăng thể năng sao tím lên đang bị thọt là đồ nó không có, tăng sao tím lên nó bị vô nghĩa thiệt. Tăng sao tím này lên 3 dòng sao tím nó bị vô nghĩa, ví dụ như cái này tốc độ cộng 10 tốc độ thì con này không cần bút tóc lấy 10 tốc độ cũng ok. Còn dòng này ví dụ như dòng tăng sát thương đánh ngang đi, tăng 3 sao tím thì nó cũng không có lên được nhiều, thì sự là như vậy. Đồ bây giờ là những con đam chính, không phải là nói không phải trên con MK nha. Và sau này khi mà lên tới con Tatsumaki, đặc biệt là tới tháng của con Tatsumaki thì phải làm lại thêm một bộ này nữa. Tới tháng con Tatsumaki thì phải làm lại thêm một bộ này nữa, tại vì con Tatsumaki nó cần công hơn là bạo thương với lại sát thương. Tại vì con Tatsumaki là nó vừa DOT mà nó còn vừa sát thương tay nữa, sát thương kỹ năng của nó nữa. Thì áo bạo kích thì được, rồi cái này bạo thương cũng được luôn, nhưng mà cái nón này phải là một trong hai món này, phải là tấn công để kéo tấn công của con Tatsumaki lên, nó còn để nó nổi dừng lực nữa trong tương lai, chứ còn mà nếu mà đi như thế này thì nó hơi yếu. Đấy. Rồi ok, để coi thử thêm mấy con khác thôi. Đồ thì phượng lắp pool sẽ làm sao luôn à. Rồi ok, đồ thì hơi xui, đồ thì thực sự là ra dòng mẫn thì dòng mẫn này đồ hơi ít, đồ dòng mẫn hơi gãy với anh em, đồ dòng mẫn này ít quá, đồ dòng mẫn thì bị gãy khá là nhiều, đồ mẫn không được nhiều món ngon lắm. Để coi thử, tôi chết toàn bộ luôn là nhóm coi, bạo kích nè, đánh ngang nè, đánh dọc nè, trời ơi, không có một cái đánh nhóm nào luôn à, đánh dọc, tốc độ đánh dọc, hút HP. Rồi đúng một cái món này là có tăng sát thương đánh nhóm này, bao tay nè, đây nè, một cái nón là tăng sát thương đánh nhóm nè, một món nè để chết nha, một món đang nhân cái nón nè, một món cái nón nè, để coi thử bên đây còn cái nào không. Một món cái nón có nè, bây giờ mình đi chết đôi giày nè, đôi giày có cái nào, cái giày không, hút HP. Đây cái quần nè, đây cái quần đây nè, hai món nè.
cái quần đây là hai nè, cái quần đây là hai rồi nè, tiếp 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 cái quần là hai nè, cái quần là hai nè, cái áo có không, là như này nãy chưa check áo đúng không, áo có không, áo áo miễn thương thi đấu, áo này có một cái áo có dòng ẩn rồi, còn còn cái áo nó có đúng không, áo quần ninja có không, áo này có một cái áo à, thiếu cái áo, thiếu cái áo là thiếu cái đôi giày, thiếu cái áo là áo đôi giày có không, không có luôn, cái này đập lên đồ dòng ẩn ít quá, thiếu cái áo là thiếu đôi giày, thiếu thiếu cái áo lại thiếu cái áo lại đôi giày đây nè, giờ chết 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 tiêu cường hóa nè, di chuyển dòng nè, đây di chuyển đây nè, thiếu cái đây nè, thiếu cái áo là đôi giày này, cái này chuyển qua, cái này nên kiếm một bộ, cái này kiếm một bộ đi cố định luôn để sau này mình đỡ phải cực này nè, cái này dòng tăng sát thương đánh nhóm nè, này dòng tăng sát thương đánh nhóm có sẵn rồi nè, thì cái này nên farm, cái này nên 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 kiếm một bộ nè, cái này nên kiếm một bộ để đi nè, này nên bộ này ví dụ như bộ này farm bộ này đi, bây giờ cái giày này đang có dòng ẩn đúng không, cái gì này tốc độ thì nên để dành cho con khác, tốc độ cho này chuyển qua cho con khác, mà chuyển cái đôi giày này cầm tấn công một chấm tốc độ ra 10 cộng 10 thì thôi để dìu tạm đi, giờ cái tăng sát thương đánh ngang này sau này là bỏ rồi nè, cái AOE bạo kích này là tăng sát thương đánh ngang thì sau này toàn là Siriu, Siriu nè, hoặc là mấy con nào khác trong tương lai không biết, nhưng con Sam nó cũng đánh AOE, con Sam nó cũng AOE, con Tatsumaki nó cũng AOE, con MK thì nè nó cũng AOE, sau này anh hùng con bơm nó cũng là phan à, con bơm là đánh ngang, ạc này chắc không chơi bơm đâu, ạc này chắc không chơi bơm, ạc này không chơi bơm, tôi nghĩ là chắc không cần sát thương đánh ngang, bây giờ phải làm nguyên một bộ này, bây giờ nếu như mà đi cái này á thì cái bộ này nó đã thọt công rồi, cái bộ này về cơ bản cái bộ này nó đã thọt công rồi, thì phải làm sao để kiếm dòng ẩn càng nhiều để tối ưu hóa cái bộ này lên, để tối ưu hóa cái bộ này lên để tăng đam. Bây giờ mình bây giờ cái bộ này mình đã mình đi bạo kích rồi, đi bạo kích rồi, đi bạo thương, đi sát thương rồi, thì nếu như mà để tối ưu hóa cái bộ này nhất là đi kiếm dòng ẩn có phần trăm tấn công, và cái bộ này để đổi dòng ẩn dòng công, hoặc là ví dụ như tăng sát thương đánh nhóm nè, rồi tăng tấn công nè, hay là cái dòng nào đó mà nó tăng rồi là gia tăng cái lượng DPS cho con tướng lên để bù lại cái lượng phần trăm tấn công mà nó bị thọt đấy, thì nó sẽ hợp lý hơn rồi đó, đó là cách duy nhất để mà tối ưu hóa cho con MK này lên, tại vì cái đồ của con MK này sau này khi mà ra con Tatsumaki nó sẽ chuyển qua cho con Tatsumaki nó dùng đấy, chỉ chuyển qua con Tatsumaki nó dùng, để con Tatsumaki nó dùng bộ này ngon lắm, con Tatsumaki nó dùng bộ này ngon, dùng bộ DK là không ngon nha, con Tatsumaki dùng bộ này ngon cực như nãy ạc kia nãy có nói, thì câu chuyện là nên phải nên chuyển con siêu rồng đây, thì full đang full tấn công bằng trăm tấn công này, cái này đủ 4 món này, cái này đủ dòng ẩn này, chuyển đi nó chuyển đi ranh, cái này nên chuyển nó làm một bộ này nè, ví dụ như cái áo kia có bộ kích bên kia để sẵn cái áo rồi, bên này chưa có cái quần đúng không, thì bây giờ sẵn cái quần bên đây nè, là đây nè, cái này ngon nè, khi số mục tiêu tấn công trực tiếp trên ba hồi 15% máu để cái bộ này chơi bộ này em thấy ngon nè, cái bộ này lấy đôi giày, cái bộ này mình thiếu đôi giày đúng không, nãy có cái nón này, cái này hút HP đúng không, bỏ đôi giày, bỏ cái dòng hút HP này, bỏ cái dòng hút HP này, lấy cái dòng tăng sát thương đánh nhóm qua đúng không, bỏ đôi giày hút HP này, lấy cái dòng tăng sát thương đánh nhóm 2% bỏ qua rồi, cái quần này cũng vậy, cái quần bỏ cái dòng sát thương đánh ngang luôn, hoặc là chuyển cái dòng sát thương đánh ngang qua một cái con nào khác, xong rồi chuyển cái dòng tăng sát thương đánh nhóm ra là có cái quần là cái nón nè, là tấn công phần trăm tấn, cái quần là cái nón rồi, là bộ đánh nhóm rồi, bộ đánh nhóm rồi, rồi cái này là cái này thì sau này có thì tính sau, là cái đôi giày vẫn giữ nguyên, đôi giày này lấy đôi giày bên kia chơi nó này hết kim cương, trời kim cương mấy này tớp mà nhanh, mấy hồi mấy anh em nạp vô là có liền, như con MK này em thấy bắn hiện tại chưa ổn thiệt, MK này đã đi về cơ bản là đi cái này là đi cái bộ đi bộ này á là gần như là sát thương kỹ năng là 100%, gần như là đi cái này là đam sát thương trực tiếp luôn á, gần như 100% là sát thương trực tiếp, mà sát thương trực tiếp mà bắn vô mà hiện tại mà phần trăm công nó thua như thế này, mà bắn ví dụ trong trường hợp mà hên xui may rủi đi, mà lỡ như mà 101% bạo mà bắn nó không bạo thì nó cũng không vô đam được, tại bạo thương thì nó phải bạo kích đúng không, bạo thương là tăng sát 30, tăng thêm 30% sát thương bạo kích đúng không, để đúng đọc với bạo thương thì mới không đọc sai nữa, để đọc vô chỉ dẫn thuộc tính đi, đọc vô bạo thương coi, bạo thương là bạo kích nè, bạo thương đây nè, bạo thương là tăng sát thương gây ra khi bạo kích đúng rồi đó, bạo thương là tăng thêm sát thương gây ra bạo kích, mà lỡ khi mà đi BK đi bên kia ngọc kháng nhiều mà không bạo kích thì cũng khổ, nó là rủi ro lắm, thì nếu như mà đi chọn như bộ này để tối ưu hóa nhất, tối ưu hóa nhất cho con MK thì mới nên đi hai món công, rồi một là bạo kích bạo thương, hai là bạo kích sát thương, chứ còn mà vừa bạo kích mà vừa bạo thương xong mà vừa sát thương nữa thì thọt phần trăm tấn công, với lại đùa dòng ẩn hiện tại tăng sau tím vô nó chưa có tối ưu thiệt,
nó bị gãy nhiều lắm, nó bị con MK này lủng nhiều lắm. Nói về chủ đề ạc này, nãy giờ xoay quanh con MK hơi bị nhiều, gần nửa chủ đề của ạc. Con đen bóng mà quá đẹp à, đồ đen bóng thì không cần gì để chê luôn nha. Đồ đen bóng thì quá đẹp luôn rồi đấy, không cần gì để mà nói trên con đen bóng này nữa hết đấy. HP 6% rồi này, khi chiếc thương chậm biển thương này là đồ con đen bóng này, là đồ sau này chúng tăng top này chuyển qua cho con đen bóng thì bao đẹp rồi đấy. Đồ này đồ ngày xưa, đồ cốt lõi ngày xưa, đã coi đã review quá đẹp rồi, có thể coi đấy. Rồi ok. Rồi sát thương, sát thương HP đồ dòng ẩn flash. Rồi ok đấy. Tiếp theo nữa, thêm một cái nữa trên cái ạc này, mà ạc này ngày xưa á, ạc này hình như là lúc mà ngồi nói chuyện á thì sẽ định hướng ạc này là sau này tôi sẽ vô, nếu như ạc này mà đi đúng meta nha. Đúng meta nha thì sẽ đi đam DOT, sẽ đi đam DOT. Thì sau này khi mà vô đi đam DOT thì tôi sẽ vô ạc này khá nhiều để làm về đam cái meta đam DOT, là con Tatsumaki với lại con G4 thì không biết vận hành như thế nào. Nên là vận hành con Skin nha, vận hành con Skin này gọi là cá cha đam DOT thì cô sẽ vận hành trong đam meta sẽ như thế nào. Đấy. Rồi, ok. Rồi thêm một cái nữa, khi mà để mà coi nãy chưa coi về, còn nãy bữa anh có coi thẻ dòng ẩn, anh có khá là nhiều. Đợt trước coi thẻ dòng ẩn, coi thẻ dòng ẩn không hết rồi. Ủa? Kêu có vài mấy cái thẻ dòng ẩn để đâu hết rồi, được anh kêu anh để mấy cái thẻ dòng ẩn ở con nào, sao thấy cái thẻ dòng ẩn đâu hết vậy ta? Đây, thẻ S nè. Đây, một cái thẻ lấp lánh nè, thẻ lấp lánh đi. Đây là tăng lượng nó đồn mà, cái này là gì đây? Này thì rồng bạo kích à, thì này thì bạo kích tấn công 5%, rồi thì bạo kích chuyện lá trắng à, thì bạo kích luôn. Ôi mẹ có sẵn thì này luôn rồi à, mẹ thì này chơi siêu hơi bị ngon luôn mà tại sao bỏ siêu rồi. Rồi có sẵn thì đặc biệt luôn, mà thì đặc biệt này là thì tăng bạo kích 40% lượng chuyển bạo kích luôn rồi, này ngon mà. Thì rồng này rồi toàn là thì rồng không à, thì anh hùng lại không có thì nào, anh hùng thì lại không có thì nào hết. Ở đây anh hùng đi thì tăng HP à. Cái này lại con này lại thì HP lại thì này tăng bộ kích à. Thì này có khi nào chơi chơi con điên bóng nha, chơi con điên bóng sát thương không? Thì này chơi con đang chơi con điên bóng sát thương rồi, chơi con điên bóng nó hút thì này khéo còn hiệu quả luôn á. Hai cái thì tăng bộ kích luôn cho thì này nhiều dữ vậy. Ôi má, hai cái thì tăng bộ kích luôn, dòng này dòng vàng à, dòng này dòng vàng hay là dòng gì? À dòng này dòng thường, dòng này dòng thường. Ô dòng thường hết luôn à, trời ơi nó vãi à, hai dòng này đầy luôn à. Trời ơi thủi này à. Này con sủi này, mà con sủi này, con sủi này mà đi bộ kích hơi bị ngon đó anh. Thỉ này mà đau lộn con điên bóng mà. Con điên bóng mà, con điên bóng mà chơi cái thỉ này mà đi roll cái thỉ này ba dòng thỉ này 60% bộ kích đi. Trong thỉ này hai dòng sát thương thêm, trong hai dòng sát thương có sẵn luôn hồi nãy, đây nãy có sẵn con sát thương luôn hồi nãy. Bây giờ khóa cái dòng này lại, khóa dòng sát thương lại, roll thêm ra hai dòng sát thương đó, hoặc là hai dòng tăng sát thương thêm nữa, đùm mới chơi con điên bóng sát thương hút nữa rồi thôi nhức nách luôn. Bao ngon luôn. Đó thì ba dòng sát thương luôn này, tăng tốt ba dòng sát thương để sẵn luôn rồi này. Đấy. Con MK này em thấy là anh nếu như mà chơi văn nghệ, không chơi văn nghệ thì cũng khó đó anh thiệt. Chơi văn nghệ thì khó thiệt, nếu con MK này em nghĩ là chơi đi cái tháng, tại vì á, tại vì anh phải build chuẩn của MK này, biết build chuẩn của MK này để làm gì, tại vì build chuẩn của MK này để qua tới tháng Tatsumaki á mình nhàn hơn là qua tháng Tatsumaki, là mình bê đồ, mình bê đồ của con MK này mình bỏ thẳng qua con Tatsumaki luôn cho con Tatsumaki nó chơi nó nhẹ, mình đỡ phải suy nghĩ, tại vì là mấy con anh hùng sau này á toàn là đam AOE không à. Tát nó cũng đam AOE, rồi con ban thì đánh ngang, rồi con bơm đánh ngang, rồi xong rồi con ban thì đánh AOE, rồi con samurai nó cũng đánh AOE, nó cũng là mấy con anh hùng chỗ này toàn là đam AOE mà bộ tấn công này chơi cho nhiều con, chơi rất cho nhiều con, nên bộ tấn công này xây cho là chơi cả đời luôn á, phải build cái bộ này cho nó chuẩn một con luôn, xong rồi mình qua mấy con sau mình chơi. Đấy cái bạo thương này, cái bạo thương, cái sát thương này build là đấy. Ờ, thì cái bộ này build thì vô con MK này lõ. Con MK hiện tại này là build văn nghệ, nhưng đúng là văn nghệ luôn á, này phải chờ tới meta đam DOT mới nè. Cái này là đội hình ngày xưa tôi ngồi nói chuyện thì đang là định hình là Tatsumaki là DOT, coi nữa tới lúc mà thường Tatsumaki sẽ như thế nào. Chứ con MK này đi bắn nhau với con MK của anh D Bạc Su chứ bắn cũng hơi quải, nhưng mà được cái con tăng top xịn. Được cái con tăng top này xịn nè, con tăng top này cũng phải là xịn bây giờ nha. Mà con tăng top này là nó xịn từ đó tới giờ rồi nha, con tăng top này là nó mạnh từ đó đến giờ, từ lúc mà làm clip cục móc lúc mà 80 là 100 gì đó, là con tăng top này nó mạnh từ đó đến giờ rồi, không phải là bây giờ đâu.
con thân tớp này nó mạnh từ đó đến giờ mấy anh em, chứ không phải là bây giờ đâu, mạnh 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 từ lúc mà vô ạt rồi, cùng mấy con đam thì hơi lỏ hơi cùi đấy, còn ở trong này đồ này chưa tăng, đồ này chưa tăng thôi mấy anh em. Nhưng mà đồ công nhận là em nói một điều nha anh Ranh, mẹ anh Ron đồ thẻ dòng đỏ, anh Ron xui vãi đạn luôn á. Đồ này là nó ép anh chơi Siriu mà anh bỏ Siriu, em nói thiệt luôn, thiệt. Anh nghĩ sao em không biết, anh em nói anh luôn này, gọi là chẳng vô clip ngồi đồ như thế này mà đồ nó chọn người như thế này mà anh bỏ Siriu, không biết anh bỏ Siriu luôn nè. Đồ nè, đánh đơn giảm thương 2% nè, sát thương đánh ngang 2%, cái giày một món nha, cái giày một món nha. Rồi cái giày có nè, xong rồi con bên đây là đánh đánh sát thương đánh ngang nè, cái áo có nè, cái giày có nè, cái áo có nè. Rồi cái gì nữa ta để coi, nhưng mấy món nữa cũng có luôn, toàn là sát thương đánh ngang không à, anh không chơi. Nè, tới giày cũng có sát thương đánh ngang luôn nè, tới tốc độ cao hơn rồi, tướng chọn có sát thương đánh ngang rồi, đánh dập này sát thương đánh ngang cũng có luôn nè. Đồ nó ra sát thương đánh ngang như thế này mà anh bỏ CPU, mà trong khi đó không có một món nào tăng tấn công với lại tăng sát thương đánh nhóm hết mà gọi là ép luôn, ép người ta chơi DOT, để coi DOT chơi DOT anh tôi chơi DOT như thế nào. Đây thì bây giờ muốn test thì dễ ồm thôi mấy anh em, đây bây giờ đúng không nè, bây giờ muốn test đúng không, vô test trên đặt này luôn, sẵn có luôn đúng không. Bây giờ lấy con MK đúng không, đây con MK đây đúng không, là mấy anh em coi đam nha, đây là con MK đang đeo là bạo kích tấn công bạo thương. Rồi ok, bây giờ đầu tiên là đeo cho full bộ, thì bây giờ thiếu tháo, bây giờ cái bạo thương này bạo kích thì tôi không nói rồi, bây giờ cái sát thương này tôi tha, bây giờ đang đeo cái món sát thương đúng không. Rồi ok, vô test cho mấy anh em coi luôn, thì 30% sát thương nó tăng bao nhiêu thì đơn giản mà, đồ sát thương thì test chứ ôm cũng bạo 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 thương thì nhân 30% lên. Bảo thương mấy ông còn hỏi tiếp bảo thương sao, giờ còn hỏi nữa chích mẹ tôi luôn á nha. Bảo thương thì mấy ông có nhân 30% lên nha. Giờ đây là đang đang cái đồ sát thương đúng không, đây giờ đang đeo món sát thương này đúng không, thì mấy em bắn đi, thì mấy em sẽ so sánh là 30% tấn công với lại 30% sát thương sẽ như thế nào đó. Mấy em so sánh ví dụ như bắn này nè, đó thì đang đeo sát thương đó, đó đang đeo là cái món tăng 30% sát thương thì nó sẽ là đó, bắn bao nhiêu là tổng là 390 triệu gram đâu, 398 triệu gram đi, thì bằng gần 400. Rồi ok, mấy niềm ao ra đó, mấy niềm ao ra, mấy niềm tháo cái món đồ ra xong mấy niềm bắn lại rồi gì đâu đó, tiếp thì nó sẽ tiếp như vậy đó, đó mấy tiếp thì nó sẽ tiếp như vậy nha. Rồi tiếp tục, rồi mấy niềm ra ao ra đấy, tháo cái món này ra đây, tháo cái món tấn công sát thương này ra, tháo ra mấy niềm tiếp được cái thôi, có gì đâu dễ ồm, kiếm một cái món nào mà có tấn công của cái con nó đang điêu tấn công cái số lượng sao bù vô cái con đó là xong thôi mấy niềm đấy. Đấy mấy anh em đeo vô, mấy anh em đeo vô là mấy anh em test được cho tôi, có gì đâu đó, tháo ra tháo vô rồi mấy anh em tháo vô lượng đam nó tục bao nhiêu thì mấy anh em tính ra là biết thôi. Nãy là bắn 398 triệu đam đúng không, thì bây giờ bắn vô thì nó sẽ là bao nhiêu đấy, bắn vô nó tục bao nhiêu đam là mấy anh em coi rõ, thì sát thương nó tăng thẳng như đó mấy anh em đó. Nãy bây giờ đó, nãy là 398 triệu đam thì bây giờ còn là 300, mất 98 triệu đam là mất gần trăm triệu đó, mất gần trăm triệu dạng gì đó. Trong mất gần trăm triệu thì mấy anh em phải kiếm một cái món đồ nữa, cái chỗ đây nè mấy anh em test cho chuẩn á, mấy anh em test cho chuẩn cái chỗ đây nè, là mấy anh em cái này là do đồ đỏ nha, là mấy anh em lấy đồ cam á nè, mấy anh em đi lấy một cái món đồ có sẵn mấy anh em cộng cùng cấp tấn công với đây luôn. À, ví dụ như nè, đây ví dụ đây chỉ cho sẵn mấy anh em trên nạc này test cho nó dễ nè, mấy anh em lọc nè, mấy anh em vô ấn như đây nè, mấy anh em lọc sát thương rồi xong mấy anh em chơi kiếm cho tôi là hai món tấn công sát thương như nhau nha đó, mấy anh em lấy hai món tấn công sát thương như nhau đó, xong mấy anh em lấy cái món này mấy anh em đeo vô, xong rồi mấy anh em đeo vô đúng không, đeo vô cái món này xong rồi mấy anh em lấy tấn công sát thương đúng không, mấy anh em đeo vô xong rồi mấy anh em tháo cái này ra, khi mà test xong ra cái chỉ số đam của tấn công sát thương rồi mấy anh em tháo ra, rồi mấy anh em lấy một cái bộ đồ là tấn công tốc độ đó, tấn công tốc độ mà của cái này nha, xong mấy anh em đeo vô thì chỉ số tấn công của hai món cái chỉ số trên này nó bằng nhau, rồi mấy anh em đeo vô mấy anh em test thử là cái phần sát thương nó sẽ tăng bao nhiêu phần trăm, ở cái phần mà tấn công tốc độ nó không ảnh hưởng cái dòng dưới nó sẽ trên lệch bao nhiêu phần trăm, đó là test ra thôi chứ gì đâu. Còn bảo thương thì dễ ợm, bảo thương thì mới nhân cái 30% này lên là xong thôi, không cần test, quan trọng là test cái sát thương này nè, cái sát thương thì mấy em mới test theo kiểu đó nha, test đúng chuẩn nó thì test theo như vậy. Còn mà để so sánh tấn công bao nhiêu phần trăm á thì chỗ này ví dụ đúng không, cũng test y chang vậy luôn, thì mấy em lấy một cái thẻ sát thương cho mấy em test, xong mấy em lọc qua chỗ này tấn công, mấy em tiếp tấn công sát thương xong rồi đúng không, thì tấn công sát thương xong mấy em bỏ tiếp tấn công ra, mấy em lấy một cái món đồ tăng tấn công, tăng tấn công phần trăm tấn công vô đây, lọc tấn công nè, rồi tăng tấn công đó, mấy em lắp vô một món ở đây đó, mấy em lắp vô chỗ ngay chỗ cái nón này nè, lắp vô cái món này coi thử tăng lên bao nhiêu, rồi xong mấy em test là được thôi, cái gì đâu đó, là nó sẽ test như vậy. Giờ mình có phòng tập mà test trong phòng tập nó sẽ ra đam chuẩn nhất là bao nhiêu, rồi mấy anh em coi thử tướng nó sẽ chênh lệch bao nhiêu đam, và trong BK thực tế sẽ như thế nào.
Còn cái dòng sát thương á là cái dòng ăn chắc mặt bền, nhưng cũng có dòng bạo thương thì nó hên xui lắm mày. Cái nói tôi nói cái dòng bạo thương này nó lỏ lắm em mà. Cái dòng bạo thương này là nó là tại vì cái này là 100% bạo kích nha. 100% bạo kích này thì đi BK nó cũng hụt bình thường với ông mà, nhưng mà tỷ lệ nó hụt nó thấp lắm. Cho nên là khi mà đi BK cái dòng bạo thương này bắn mấy con nào mà nó bạo đam AoE đặc biệt thì nó rất là dễ bạo. Cho nên nó bạo thì mấy ông có nhân 30% sát thương thì cũng là lên là ra thôi. Đấy. Rồi ok, đó là cái những cái mà đi BK mà ạc này tôi thấy là ạc này đang chọn Siriu đó, ạc này đang hướng tới Siriu nhiều hơn là hướng tới Tatsumaki đó. Thì đồ dòng ẩn. Dòng ẩn nó quan trọng lắm anh em. Ngày xưa thì mình còn chưa biết dòng ẩn nó ngon hay không ngon, chứ còn bây giờ mình biết dòng ẩn nó cộng lên nó tăng nhiều lực chiến vãi ra. Đặc biệt là mấy cái dòng tấn công này, dòng hút HP hay dòng miễn thương thi đấu hay là mấy cái dòng siêu phàm, đặc biệt là đó ví dụ như cái dòng của giày nè. Đó ví dụ như con dòng này trước khi tấn công nếu tốc độ thấp hơn cái địch tăng 25% miễn thương thì cái dòng này ai mà xài cũng sam tăng đang biết đều biết cái dòng này nó ngon. Và lắp cho mấy con điên bóng hay là cho mấy con tăng thì gần như mấy con tăng 100% mới toàn đi cuối cùng, đi lượt 6 lượt 5 không mà. Thì mình lắp mấy dòng này mà còn tăng HP nữa, đồ dày này là mát pin chỉ thiếu một cái là đồ này thêm một dòng ẩn thôi là ba dòng thôi đó. Vậy thôi đấy. Rồi ví dụ như đồ phản đòn có sẵn luôn nè, sao chép hiệu quả này, nói chung là có sẵn hết cho mấy con tướng chỉ có đam thôi đấy. Cho em hỏi là một con combat một lần thôi anh. Ừ đúng rồi, đó là trên cái ạc lại rớt nữa gì nữa vậy. Rồi ok, đó là những cái mà mấy anh em cần biết, cần lưu ý khi mà mấy anh em chơi trong meta, chơi đồn sâu với lại chi trên cái ạc này luôn. Thì cái ạc này ngày xưa định hướng đồ hình rồi, mấy anh em có chơi với nhau định hướng đồ hình lại mai quay BD trên cái ạc này nữa. Mai không biết là anh tôi quay BD tôi thấy là cũng xương xương rồi đó, nhưng mà tôi thấy hai kim chỉ nam chỉ định này thì khả năng ăn bảo hiểm là hơi nhiều đó. Ăn bảo hiểm luôn á, ăn bảo hiểm tôi thấy là hơi chua, quay như thế này tôi thấy hơi chua. Rồi ok, xong rồi.